Xin chào các bác nhé. Hôm nay này, cuối tuần tôi lại về quê Từ Sơn, Bắc Ninh. Tranh thủ buổi chiều bây giờ là gần 3 giờ ra đây đi câu tí cho nó đỡ buồn. Thì cái điểm câu này là ở ngay chỗ nhà tôi. Thì chỗ này là đất này là thuộc chỗ đây gọi là làng Lễ Xuyên. Thỉnh thoảng thì tôi hay ra đây câu cho nó gần nhà. Cái sông này thì 1-2 năm trước nhiều cá lắm, nhưng mà một năm trở lại đây thì toàn cá dọn bẻ đâu đến phá, câu rất là khó. Mà lại ra cái chỗ bụi tre để ngồi cho nó mát. Không biết là hôm nay nước có đẹp không. Trong này có cái ao cạn hết rồi. Ui, toàn rô phi hở cả lườn. Tôi về quê tôi hay ra câu cái chỗ sông gần nhà cho nó gần. Đây, hai củ đây. Hai sẽ câu cá giếc. Ui, rất nhiều cá nha. Ra chỗ cua nhố ngồi hóng hết, làm hóng mất sao đã đang tầm mình đứng rồi thì xuống đứng thì sang luôn mạnh. Đấy, thính dụ là vẫn thì chép tiếp thôi nha. Hôm qua trời cũng chặt mà có thể không thật chết à, áp ta cho mày rồi. Đây là cám chim các bác nhỉ. Gặp Tuân. Dạ, thật anh thằng Tuân ám nhau bao nhiêu năm rồi. Chứ không thử thấy được. Úi giời ơi, cái cỏ ăn nhẹ vậy. Mất rồi, nhẹ lắm. Cái cỏ vừa ăn nhẹ. Giết. Giết lại cá vàng à. Giết khủng quá.
Đây chưa? Thả rõ. Ush, giết lắm nha. Ui 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 ui. Thế giờ bác ơi. Đấy, giết. Bằng chiếc bàn tay. Bắt tí đồng đội. Đồng đội hôm nay bị chấm đen, nó đang canh rồi. Đứng đấy. Đấy. Cái gì vậy? Hay quá, sao thế kéo ổ giờ đấy, ôi giết khổng lồ. Bác là gì này, cầm thủ ghe xăng chộp ổ tôi phát là dính luôn. Trời xấu quá. Dở thật. Sao mà dở ấy, nhanh thế. Chết cười luôn. Móng ngay. Đồng đội chơi xấu quá. Cá đang ăn của mình mà cướp ngay con của mình. Thế thật không được rồi. Như thế anh. Rồi bêu móng sang cướp ổ mình. Lửa phút pha láo giết bàn tay. Dạ thật nhưng mà đây là vì là mẹ anh giết. Tỏ. Giờ sót này tỏ. Nha. Nhưng mà bêu móng nghiệp mình đang móc mồi. Thả của bao giờ giết con chết liền nhé. Không là thả đấy là chết đầy. Tỏ sót thì biết rồi, năm con thế nó chết rồi. Vớt. Ôi yes. Sộp sộp các. Ôi trời ơi. Con sộp. Con rùa tay lãng. Lãng đâu, mồm đây là lãng gì. Trình độ cao là tai nạn. Cắt nó lên. Còn nữa. Được rõ. Cái gó mẹ làm cái phê đấy mà mẹ ông nào mà tham cá mà cứ thơm thơm cứ nhắm mắt thì chắc có là nhiều rồi. Quên đi.
rồi ôi, hàng khổng lồ. Đã quá nhỉ. Này luôn viết tệ nhỉ. Căn dẹo có mình không biết. Mẹ. Đấy, mất ăn. Ui giời, mất rồi, mất thứ rồi. Rồi, mày số mày số chó rồi. Thôi không nghĩ. Con biết to lại mất rồi các bạn. Biết cái biết. Con sao đứt một lưỡi vậy? Biết. Biết phải đơn giản đẽ đâu mà. Muốn biết phải đơn giản đẽ đó. Mất phần nữa. Ôi, mất hàng rồi. Nằm trên kia thớt kìa. Thôi, phóng sinh. Trời bật quá, hàng đội. Ôi dồi ôi. Toàn giết cụ các bác này. Được. Mày cho cá không? Ồ, mày cá thật quá. Đây này, giết to quá này. Phóng sinh. À, có một câu. Giết to nha. Hôm nay ra đây là được hơn tiếng chống vã. Rồi đi về ăn cỗ. Kiếm ăn khó khăn lắm. Hôm nay là thả cá hồ dịch vụ. Thả tôm hồ dịch vụ. Thả tôm hồ dịch vụ. Chống thả cá thế. Béo ơi. Ra đây. Công tác chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ là chuẩn bị ván cỗ. Béo